Xin chào các mẹ, hôm nay thì mình rất là vui và muốn giới thiệu với các mẹ một dòng sữa mà mình mới sử dụng cho Bo nhà mình được khoảng tầm 1 tháng trở lại đây thôi. Nhưng mà kết quả thì vượt ngoài mong đợi của mình. Trộm vía Bo dạo này có vẻ nhỉnh hơn và có vẻ là nhanh nhẹn hơn so với thời gian trước đây khi mà mình mới sinh em bé Suri. Thực ra là khi mà mình mới sinh em bé Suri ấy, thì cả hai vợ chồng mình đều dành mối quan tâm rất nhiều tới Suri mà quên mất là mình còn phải chăm lo cho bạn Bo hàng ngày nữa. Mình cũng không có nhiều thời gian để chăm lo cho Bo nên là Bo thường hay là bị ăn không đúng giờ, ngủ không đúng giấc, cho nên là lâu dần con quen dã ấy thì con cứ ăn ít dần và bây giờ thì lười ăn. Trước đây 1 tháng thì lười ăn. Mình và chồng mình ấy chỉ nhận ra khi mà bị quá nhiều người nhận xét là dạo này trông Bo còi sọp đi hẳn. Và lúc đó thì vợ chồng mình mới tá hỏa để tìm hiểu các cái sản phẩm thực phẩm chức năng cũng như các loại sữa để bổ sung những cái chất dinh dưỡng thiếu hụt cho con trong cái thời gian vừa qua. Và qua tìm hiểu thì hai vợ chồng mình quyết định lựa chọn dòng sữa Ki Plus của tập đoàn Nam Giang, là một trong những tập đoàn chuyên về sản phẩm dành cho mẹ và bé, những cái sản phẩm dinh dưỡng dành cho mẹ và bé của Hàn Quốc. Và các mẹ ở Việt Nam ấy rất quen thuộc với tập đoàn Nam Giang bởi qua những cái sản phẩm sữa như là XO và I Am Mother. Đặc biệt là trong Ki Plus còn có hàm lượng canxi được chiết xuất từ tảo biển cổ đại, là một loại tảo đã được cấp bằng sáng chế. Các mẹ cũng đã biết là hàm lượng canxi mà có từ nguồn gốc từ thực vật thì sẽ dễ hấp thu hơn hàm lượng canxi có nguồn gốc từ động vật, đúng không ạ? Nên khi các mẹ cho con sử dụng Ki Plus thì các mẹ yên tâm rằng hàm lượng canxi được hấp thụ một cách tối ưu để các con có một chiều cao vượt bậc cũng như là một hệ thống xương chắc khỏe. Ngoài ra trong Ki Plus còn có chất xơ có nguồn gốc từ các loại thực vật, những loại rau củ quả cần thiết. Ngoài ra trong Ki Plus còn có thêm thành phần là các cái loại dưỡng chất và DHA giúp cho con phát triển trí não thông minh vượt bậc. Sau khi mà mình cho Bo sử dụng sữa Ki Plus trong 1 tháng thì trộm vía mình thấy con mình cao nhỉnh hẳn hơn và trộm vía hoạt bát, vui vẻ hơn nhiều. Mình cũng rất là yên tâm và cũng rất vui. Bo nhà mình cũng thường tự nhắc mẹ phải pha sữa cho con uống. Mình nghĩ là những mẹ nào đang có con trong độ tuổi từ 1 đến 9 tuổi mà con của các bạn đang gặp phải tình trạng biếng ăn giống như con mình trước đây, hay là các bạn muốn cải thiện chiều cao do gen, hay là muốn con có một trí thông minh vượt trội, thì đều có thể tìm hiểu và cho con sử dụng sữa Ki Plus để con có một sự phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần các bạn nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.